Lần đầu tiên, một chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh xuống miền Bắc nước Đức và đây là chuyến bay đặc biệt mang 1,2 triệu khẩu trang y tế từ Việt Nam theo đơn đặt hàng của bang Merlenburg và Mơn. Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Đức thực hiện hai chuyến bay đưa 573 người, trong đó có 325 công dân Đức, 118 công dân EU và 81 công dân Việt Nam với giấy phép lưu trú dài hạn tại châu Âu bị mắc kẹt tại Việt Nam do đại dịch COVID-19 về sân bay Frankfurt các chuyến bay này cũng kết hợp chở hàng viện trợ của chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho phía bạn Đức và ngược lại thể hiện sự đoàn kết và nỗ lực chung uh, chống dịch bệnh Covid-19.